Học bác không ca, con chào mọi người dữ. Giỏi quá. Con nè, Đại Quân ông bà cô chú khỏe không? Ông bà cô chú khỏe không? Lai xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Là Vai trở về với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Sáng sớm ra thì Lan với Tiểu Huệ đi vô siêu thị nè ông bà cô chú. Nay Lan có hỏi bà nội Tiểu Huệ là nấu bún riêu. Bà nội Tiểu Huệ cũng đồng ý rồi cho nên là Lan mới dám đi mua về nấu nè. Tại vì người bạn này là mẹ chồng của Vương Lan đặc biệt rất là thích luôn. Hôm nay thì ở nhà Lan cũng hết đồ ăn rồi một chút. Còn cái này là củ sen với lại rau lan xào thì Lan bỏ qua một bên. Bữa nay Lan có hỏi ý kiến mẹ nấu ăn á, em nè. Thì mẹ đồng ý cho nấu. Lan mua tất cả đồ nấu bún riêu thì chỉ được có là mua như hết như đây á, chỉ có 20 mấy đồng không bà cô chú. Tới 3.000 nha một chút. Cái này là khoảng chừng 2.500 thôi. Hành 2.500 hành. Này là 4.000 đậu hũ. Còn cái này 1.50 đồng thì 4.500 đó nha. 4.500, 2.500, 4.000 là 6.500, cái này là 4.500 nữa. Thì là 11.000 quýt. Cộng lại là 11.000 rồi. Còn cái này là 3 đồng, 3.000, 11.000, 14.500. Ở bên đây không có dầu điều. Lan mua cái này là dầu mè mà cô chú. Cái này là 12.000. 12.000 thì dầu mè thì là 40. Khoảng 40.000 nữa là tính 40 đi. 40 với nãy là 11.500 thì là nó là 51.500. Với lại cái này là 12 đồng thịt xay. 12.000 thịt xay thì ra đến là 35.000 nữa đi, trừ qua bổ lại 12.000 thịt xay 51.000, 12 51 12, 53 63 63.000 cộng lại nha. Với lại là 6.500, 6.500 nữa là 63 63. Với lại 6.500 là 69. Cộng lại hết là 69.000. Thì tính ra là hơn 20 mấy đồng. Thì tiền Việt Nam của mình là cũng vậy cả nhà. 20 mấy đồng thôi. 21-22 đồng rồi. Lan mua được rất là nhiều luôn. Bây giờ thì Lan nấu. Cả nhà biết tại sao mà bữa nay bà nội Tiểu Huệ đồng ý là cho Lan nấu đồ ăn bún riêu không? Tại vì là xa xa bữa hôm qua đó là có rủ Vương Lan đi ăn. Mời Vương Lan đi ăn. Bà nội Tiểu Huệ thì lúc nào cũng cảm thấy là San San rất là tốt. Bà nội Tiểu Huệ rất là thích San San luôn. Bữa nay thì hôm qua thì San San có nói với Lan là nấu bún riêu đem qua cho San San ăn nữa nha. Nên bữa nay Lan nấu bún riêu đem qua cho San San ăn nữa đó cả nhà. Nên là bà nội Tiểu Huệ đồng ý. Thật sự thì San San đối với bà nội Tiểu Huệ cũng rất là tốt và đối với gia đình Vương Lan cũng rất là tốt luôn. Nào giờ Lan chơi bạn thì chỉ có San San là người đồng hành với Vương Lan nhiều nhất và là một người bạn tốt nhất của Vương Lan từ nào giờ. Tính ra thì chơi với thằng San San thì tính ra năm nay thì cũng 5-6 năm rồi một cô chú. Bạn bè chơi với nhau thì có qua có lại chứ không có đứa nào lợi dụng đứa nào. Cho nên là Vương Lan đối với San San á, một cái gọi là tình cảm rất là đặc biệt. Và chị em ở bên này thì rất là thương nhau cả nhà. Bây giờ thì Lan bắt đầu nấu ăn. Giờ nấu xong á, Lan sẽ đem qua nhà San San với lại là cho bà nội Tiểu Huệ thưởng thức coi là món bún riêu Việt Nam bữa nay Lan nấu á như thế nào. Bà nội Tiểu Huệ có phản ứng như thế nào nha. Với lại là Vương Lan bữa nay á nấu á, thì đặc biệt là Vương Lan không có dùng mắm tôm.
tại vì bà nội tôi Huệ là rất là không thích ăn mắm luôn. Nguyên liệu thì Vương Lan á cũng mua đầy đủ rồi, còn hẹ thì ở nhà có nè, cho nên là Lan không có mua hẹ. Này đến cái mùa hẹ rồi đó bà cô chú, hẹ đang ra bông rất là đẹp. Khu vườn nhà Lan gọn gọn chỉ có một chút xíu này thôi nè. Sẵn Lan đi hái rau hè ông bà cô chú, thì Lan hái luôn cái rau sam này nè. Cái rau sam này á, mình đem về mình phơi khô, mình có thể làm được một cái món ăn rất là ngon. Lan hái rau xong rồi lên thấy bà nội tiểu Huệ đang làm cái đống ve chai này nè. Lan lại đây phụ một tí, tại vì giờ này cũng trưa rồi bà cô chú, có nấu thì cũng chiều mới nấu. Những cái ống chỉ này nè, hồi mấy tháng trước Lan với bà nội tiểu Huệ nhặt, nhưng mà chỉ thì người ta không có cân, người ta chỉ cân cái ống mũ này thôi. Bà nội tiểu Huệ phải ngồi cắt cái chỉ này ra để lấy cái ống mũ đem đi bán. Còn rất là nhiều luôn. Một cái ấy rất là to luôn. Làm ra để bán. Để làm ra như thế này thì mới bán được một cái chút. Chỉ này người ta không cần, tại vì chỉ này là toàn là chỉ ly lông thôi, nó không phải là chỉ ấy, cho nên là bỏ hết. À? Cái rau này là rau sam nha. Bây giờ thì hẻ thì Vương Lan không mua ở gì nhà, Vương Lan có sẵn. Rau sam thì Lan sẽ rửa cho sạch để phơi khô. Ngày mai Lan sẽ hướng dẫn cả nhà mình làm một món mới từ rau sam. Bây giờ Vương Lan sẽ rửa rau sam trước nha, để đem phơi khô. Rau sam thì ở đây là Vương Lan đi hái rất là nhiều luôn mà cô chú. Thường nó là mọc rất là nhiều ở những cái dòng rau của người ta. Lan hái cái này còn hơi trễ á, chứ mà Lan hái vào một tháng trước á, ông một chút thì nó rất là tốt luôn. Nửa tháng trước nó rất là tốt, bây giờ nó đã lên đọt hết trơn rồi, nó đã lên bông hoa hết trơn rồi. Rau để mình ăn mà, cho nên là mình sẽ lót một cái lớp bọc ở dưới này.
thịt heo Lan nấu. Lan mua bữa hôm qua rồi cả nhà. Bữa nay Lan đem ra Lan rửa bằng nước muối hồi sáng tới giờ. Bây giờ thì rửa thì thịt heo nó cũng đã sạch sẽ. Lan muốn cho bà nội tới quầy ăn được á. Cho nên là Lan nấu rất là bài bản luôn và Lan nấu tỉ mỉ từng chút từng chút. Trước khi mà Lan đem thịt heo Lan đi nấu á, thì Lan sẽ luộc sơ qua với lại nước sôi để cho cái thịt heo này nó săn lại, nó bớt đi cái mùi ông bà cô chú. Bây giờ sôi lên rồi cả nhà. Lan sẽ đem vớt ra. Giờ Lan sẽ bỏ thịt vô, mình hầm trước. Lan có học ở trên YouTube không mà cô chú, Lan không có biết nấu. Ở bên đây á, mình mua giò heo á, người ta chặt như thế này cho mình nè. Này Lan cũng không có cái củ hành không mà cô chú, cho nên là Lan chỉ có thể nấu được như thế này thôi. Ở bên đây á thì Lan có nguyên liệu nào Lan sẽ nấu bằng nguyên liệu đấy. Tôm khô á thì của chị Như Nguyễn Cà Mau cho nè bà cô chú. Bây giờ Lan ngâm đi một chút xíu nữa Lan sẽ xay nha. Lan sẽ xay nhuyễn. Chắc là mai giờ sẽ cứu một xí là. Hôm nay á, bà nội tôi về thấy Lan làm á thì đi vô rửa rau đầu tiếp. Hôm nay Lan cảm thấy ấm áp lắm nha, tình cảm mẹ chồng nàng dâu nè. Tại vì bà nội tôi về nào giờ không có thích Lan nấu món ăn Việt, nhưng mà bữa nay bà nội vô tiếp nấu. Có thể nói hôm nay là một ngày vui nhất của Lan nè. Cái túi này á thì Lan mua có 10 ngàn nè, một chút 10 ngàn, 12 ngàn gì đó. Bữa đó Lan mua Lan quên rồi. Bây giờ Lan mở ra coi có cái gì trong này. Rất là thơm đúng không bà cô chú? À bên này á, họ có bán đậu hũ chiên sẵn nhưng mà họ chiên rất là phao nữa cả nhà. Kiểu như là ở trong đó nó không có gì á, Lan mua về tự chiên. Còn cà chua thì Lan cũng đem ra xào trước, rồi Lan mới bỏ vô Lan nấu. Cũng hầm một tiếng mấy rồi cả nhà. Nước đục đục chứ không có được trong rồi cô chú. Tại vì Lan không có mà vớt bọt á, cho nên là nước nó hơi đục đục. Không có sao ha. Giờ Lan bỏ cái này vô. Nấu bằng cái nồi cơm điện. Tại nhà Lan mà hấp lâu á, hầm lâu á, mẹ mà hầm bằng lò ga thì bà nội tứ quệ sẽ la làng. Vừa ăn luôn mà cô chú, cho nên là mình không có cần phải nêm nếm thêm. Đây. Tiết á, tiết với lại đậu hũ đang bỏ vào.
Sau đó thì Lan sẽ bỏ cái thịt này vô. Bây giờ nước nó riu riu rồi, mình sẽ bỏ cái thịt này vô. Cái thịt này là thịt giả lúc nãy ông bà cô chú. Bỏ vô đây cho nước nó ngọt. Hy vọng là chiều nay bà nội Tứ Huệ sẽ thích hợp với cái mùi vị này. Nó sôi riu riu á, mình bỏ vô. Giờ Lan bỏ luôn cái cà chua vào. Cái màu rất là ngon luôn bà chú. À, chiều nay Tứ Huệ về nè, sẵn Tứ Huệ ăn được luôn. Lan dọn ra thì Lan múc cho bà nội Tứ Huệ một tô trước. Nhưng bà nội Tứ Huệ sợ ăn không hết cho nên là lấy cái chén múc ra một ít. Bà chào mọi người chứ. Thì con mời ông bà cô chú ăn bún. Ăn bún riêu. Số hậu thì chua la bên thì nè cháu con mama xua nè. Các mẹ ông bà cô chú ăn bún riêu. Mẹ ông bà cô chú ăn bún riêu. Đi giỏi quá rồi, ăn này. Rồi ăn nào, ăn nào giỏi. Chào ông bà cô chú xem, đây cái tô có làm. Tên này của bà nội Tứ Huệ đang lấy thịt để rất là nhiều phần nhưng mà bà ăn không hết. Bà như thế này đây nè. Bà má nào bùa. Đây là Tứ Huệ. Nay bà nội Tứ Huệ chịu ăn đồ ăn Việt Nam bà cô chú. Bữa nay là vừa Lan nấu hết bao nhiêu đây luôn. Chỉ có 100 ngàn về Việt Nam thôi mà. Đúng 100 ngàn luôn á. Tính cả thịt nữa cả nhà. Thử coi mùi gì thế nào. Mà chứ cơ phần á, ta sử dụng mì phan đó. Mì phan đó. Với dưa miệng. Ngon con, ngon không con? Ngon không? Chị Huệ ngon không? Ngon. Dạ ngon. Ngon ạ. 100 ngàn nhưng mà nó rất là nhiều luôn cả nhà. Cái này á, Lan có thể để ăn tới ngày mai luôn. Nhưng mà một chút xíu nữa Lan đem qua cho San San rồi. Lan chừa lại á, cho San San. Ở bên đây không có cua đồng bà cô chú. Nếu mà có cua đồng thì Lan nghĩ là chắc sẽ phải 150. Không có cua đồng, không có mắm tôm. Lan bên này thì có gia vị như thế nào thì Lan nấu như thế đấy thôi mà cô chú. Rồi Tứ Huệ ăn là chắc không hết. Má, cha dậu chưa quả lá cơ. Má hào chưa mà. Hào chưa vừa. À? Chưa à. Nhi vui chưa đợi cho nhi hãy giao chưa khoan đi. Dắn cơ. Chưa quả nó xanh. Chưa râu à. Đấy, giá đổ ra ngoài. Tại vì hàng tồn lại mặn một chút cho nên là nó hơi héo héo một tí nhưng mà ăn được. Còn bà nội Tứ Huệ thì không ăn được á cho nên là Lan không có lấy cho bà nội Tứ Huệ.